Nhiều bằng chứng thuyết phục được đưa ra nhằm khẳng định Ngô Kiến Huy và Ricky Saichi đang bí mật hẹn hò. Sau mối tình 8 năm tan vỡ với Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy rất hiếm hoi chia sẻ về chuyện đời tư đến với công chúng. Chính điều này cũng khiến nhiều người vô cùng tò mò. Cho đến mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao thông tin Ngô Kiến Huy đã có tình mới sau một năm chia tay. Nói có sách, mách có chứng, dân mạng còn soi ra loạt bằng chứng bí mật hẹn hò của Ngô Kiến Huy và bạn gái tin đồn dù đã cực kỳ khéo léo che đậy. Cụ thể mới đây, Ngô Kiến Huy đã đăng ảnh chụp cùng nhân vật hoạt hình Minion. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra bối cảnh trong hình ảnh của, cũng chính là nơi Sĩ Thanh đã chụp trong dịp tới Hàn Quốc vào 14/2 vừa qua. Đặc biệt, trong nhóm bạn đi chơi cùng Sĩ Thanh thời điểm đó còn có hacker Ricky Saichi. Điều này một lần nữa làm dấy lên tin đồn cả Ngô Kiến Huy và Ricky Saichi đã bí mật hẹn hò cùng nhóm bạn tại Hàn Quốc vào hồi Valentine. Ngô Kiến Huy vừa đăng tải hình ảnh check-in tại Hàn Quốc cùng với chú Minion. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra bối cảnh trong hình ảnh của, cũng chính là nơi Sĩ Thanh đã chụp trong dịp tới Hàn Quốc vào 14/2 vừa qua. Đặc biệt, trong nhóm bạn đi chơi cùng Sĩ Thanh, thời điểm đó còn có hacker Ricky Saichi, làm dấy lên tin đồn cả Ngô Kiến Huy và Ricky Saichi cùng nhóm bạn đi chơi tại Hàn Quốc vào hồi Valentine. Video liên quan đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ vướng nghi án hẹn hò đàn em. Vào hồi tháng 1, nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả chỉ ra cặp đôi tin đồn thường xuyên check-in cùng địa điểm, thậm chí cả hai đều chọn Nhật Bản để du lịch trong tháng 9 năm 2019. Ngô Kiến Huy cũng theo dõi đàn em trên trang cá nhân, Vinh Râu và Trần Long, hai thành viên trong nhóm FAPTV, thậm chí nhiều lần bình luận ẩn ý dưới các bài viết của Ngô Kiến Huy. Khoảng giữa tháng 9 năm 2019, Ngô Kiến Huy và Ricky Saichi cùng chọn Nhật Bản cho chuyến du lịch của mình. Dân mạng thậm chí soi ra cách tạo dáng chụp hình của cả hai khá giống nhau. Trước đó, vào cuối năm 2018, chàng bắt quay MV cho FAPTV và đóng tập cùng Ricky. Theo nhà trí thức trẻ Let's Explore X, Why?